Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 27 tháng 10 năm 2021, phía Đông Bắc Bộ, chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông ngày có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ.